5 nhóm nhạc tan rã nhanh nhất gây chấn động K-pop, rã nhóm sau 5 ngày. Ngoài những nhóm nhạc may mắn hoạt động lâu và được yêu mến, có một số thần tượng chỉ được quảng bá trong 1 đến 2 lần rồi đành tan rã. Trải qua nhiều năm tháng thực tập vất vả, thậm chí là đánh cược với tương lai, ước mơ của mọi idol là được ra mắt và trở nên nổi tiếng. Thế nhưng có những người không may mắn khi chỉ được tận hưởng cảm giác debut trong thời gian ngắn, vì nhiều lý do mà một số nhóm nhạc đã phải tan rã trong sự nuối tiếc. Những nhóm nhạc kém may mắn chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Solia 5 ngày. Solia là nhóm nhạc tan rã nhanh nhất trong lịch sử K-pop chỉ với 5 ngày hoạt động. Ra mắt vào ngày 17 tháng 8 với đĩa đơn Dream, Solia gồm có 5 thành viên Sori, Haejeon, Suna, Soyeon và Eunbi. Vì chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, Solia phải dừng hoạt động trong sự nuối tiếc của khán giả. Tên nhóm Solia có nghĩa là Special Allied Influence Artists. Ngày 22 tháng 8, công ty chủ quản Space Music bất ngờ thông báo do hoàn cảnh của công ty đang gặp khó khăn nên không thể quản lý Solia được nữa. Đó là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành và lời xin lỗi tới những người hâm mộ đã ủng hộ và yêu mến Solia trong suốt thời gian qua. Trình độ của Solia cũng không được đánh giá cao. Bài hát đầu tiên và cũng là cuối cùng của Solia nhận phải khá nhiều ý kiến. Người hâm mộ cho rằng cách trang điểm và trang phục của các thành viên không phù hợp, đồ họa trong MV bị coi là lỗi thời. Thậm chí, trình độ nhảy của các thành viên Solia cũng được đánh giá chỉ ngang với các nhóm nhảy cover trên đường phố. X1 5 tháng là nhóm nhạc dự án bước ra từ chương trình Sống Còn Produce 101. X1 được dự đoán sẽ tiếp nối sự thành công của các nhóm nhạc cùng nhà Mnet như IOA, 101 và IZ*ONE. Mini album đầu tay Emergency One Term Live của X1 nhận được sự phản hồi khá tích cực. Thậm chí bài hát chủ đề Blast đã nhận được chiếc cúp đầu tiên trên The Show chỉ sau 5 ngày debut. X1 bên cạnh chiếc cúp âm nhạc cuối tuần. Thế nhưng sau 5 tháng hoạt động, ngày 6 tháng 1 năm 2021, X1 buộc phải tan rã sau cuộc họp của CJENM và công ty của các thành viên. Lý do là vì nhà sản xuất chương trình An Junyeon vướng phải lùm xùm thao túng phiếu bầu, làm giả lượt bầu của khán giả. Thông tin này được công bố đã trở thành chủ đề nóng trong suốt thời gian dài. Kiss and Ride 8 tháng. Nhóm nhạc nữ 4 thành viên Kiss and Ride ra mắt công chúng với bài hát Domino Game vào tháng 1 năm 2014. Ca khúc này đã gây được sự chú ý của người hâm mộ vì các thành viên có giọng hát khá ấn tượng. Tuy nhiên thành công vừa chớm nở đã bị dập tắt vì ngày 5 tháng 9 năm 2014, công ty Queenin Inside Entertainment thông báo thành viên Hena không tái ký hợp đồng. Kể từ đó, hoạt động của Kiss and Ride bị gián đoạn và đi đến bờ vực tan rã. Revenge là bài hát cuối cùng của nhóm. Nevermind 1 năm, được thành lập bởi công ty Toys Music vào năm 2013. Nevermind là nhóm nhạc gồm 4 thành viên, Shanha, Siwon, Ino và Sihun. Đáng buồn khi chỉ mới phát hành 2 bài hát, Shooting Star và Hoi Hoi, nhóm phải tan rã. Khác hẳn với concept nhóm nhạc thông thường, Nevermind là một ban nhạc vì các thành viên đều có khả năng chơi nhạc cụ như guitar, drum hay bass. Nevermind sở hữu các thành viên tài năng. Baby 1 năm. Baby là nhóm nhạc nữ gồm có 6 thành viên chịu sự quản lý của công ty Baru Entertainment. Ngày 25 tháng 8 năm 2015, Baby debut với ca khúc đầu tay My Oh My. Khi ra mắt, tất cả các thành viên đều được nhuộm mái tóc vàng. Baby chỉ may mắn hơn X1 một chút vì vẫn có thể cho ra ca khúc thứ hai mang tên Dodo. Tuy nhiên, đó cũng là bài hát cuối cùng của nhóm. Ngày 14 tháng 12 năm 2016, công ty quản lý thông báo về sự tan rã của Baby. Baru cũng cho biết, trong tương lai sẽ ra mắt nhóm nữ mới gồm có 2 thành viên, Hyun và Moonhee. Các thành viên Baby đều sở hữu ngoại hình ưa nhìn nhưng chỉ được hoạt động trong 1 năm ngắn ngủi. Được debut và hoạt động thật lâu là ước muốn của mọi thần tượng K-pop, thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều này. Dù thế, vẫn có nhiều idol tiếp tục tìm kiếm cơ hội nuôi dưỡng đam mê để ra mắt một lần nữa.